Thưa quý vị và các bạn, không quá trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước và sử dụng công khai minh bạch, có hiệu quả nguồn xã hội hóa để xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí về trường học, xã nông thôn mới kiểu mẫu đang được một số đơn vị địa phương thực hiện tốt, qua đó nâng cao tính đoàn kết cộng đồng và đỡ được gánh nặng ngân sách các cấp. Từ năm 2020 đến nay, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã huy động hơn 20 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, 40% là nguồn xã hội hóa từ kêu gọi đóng góp trong dân cư và những người con xa quê. Riêng thôn Lương Xá đã huy động xã hội hóa được hơn 6 tỷ đồng trong 2 năm qua để xây mới cơ sở mầm non thôn, tu sửa khu vực tâm linh, đường nội bộ thôn. Mới đây, thôn đã được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu của huyện Kim Động. Quan điểm của lãnh đạo xã và thôn là không quá trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước và sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn xã hội hóa. Họp cấp ủy thống nhất quan điểm và làm, sau đó là thông qua chi bộ. Khi mà đảng viên của trong chi bộ đã có thành nghị quyết thì chúng tôi triển khai sang bên chính quyền, họp với toàn dân và phát động toàn thể anh em các mạnh thường quân. Sử dụng nguồn kinh phí thì chúng tôi có thành lập ban bệ và phân chia thủ quỹ thơ ký, và mua cái gì bán cái gì chúng tôi đều có ghi chép công khai rõ ràng. Khi hoàn thành một công trình là chúng tôi có cái quyết toán. Trong những năm qua thì cái công tác xã hội hóa vận động để xây dựng nông thôn mới Hiệp Cường đạt được cái số lượng rất lớn. Con em quê hương người ta cũng rất tâm huyết về quê hương mà mình sử dụng quản lý cái nguồn đầu tư xã hội hóa này mà để thất thoát hoặc là không có hiệu quả thì mất cái nguồn xã hội hóa về sau. Trong lộ trình xây dựng các trường đạt tiêu chí để công nhận đạt chuẩn cũng rất công phu và kéo dài. Có những trường, đặc biệt là khối trung học phổ thông, phải đầu tư vài chục tỷ đồng, nguồn vốn của tỉnh không thể một đợt là có, đặc biệt là xây dựng các khu nhà đa năng, các nhà che nắng mưa phục vụ cho học sinh, học các môn ngoài trời hay các sự kiện của trường. Chính vì vậy, nếu cứ trông chờ nguồn ngân sách thì sẽ rất khó để hoàn thành. Mới đây, trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi đã huy động được hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà che nắng với diện tích hơn 500 m². Đây là một trong các hợp phần để đạt trường chuẩn. Tất cả các nguồn kinh phí mà tiếp nhận được thì chúng tôi đều ghi vào sổ vàng cập nhật hàng tuần và có một cái ban theo dõi. Phần tiếp nhận này thì có phần mở tại kho bạc nhà nước, căn cứ vào cái nguồn tài trợ, căn cứ vào nhu cầu của từng hạng mục để chúng tôi sẽ hợp đồng thi công để làm sao giảm bớt được cái phần chi phí một cách tốt nhất. Chủ yếu nguồn huy động được là trực tiếp vào công trình. Mỗi địa phương đơn vị đều có cách riêng để vận động tạo nguồn lực xã hội hóa nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề là việc bàn bạc sử dụng các nguồn lực này như thế nào để vừa khai thác hiệu quả lại công khai, minh bạch, thực hiện được quy chế dân chủ ở cơ sở.